Ủa? Bạn đã đến với kênh YouTube Thế Giới Đồng Hồ và đây là số thứ 3 của bàn ra bàn vô. Ủa anh ơi. Hả? Kênh em. Ở... Liếm em. Ủa quên, xin lỗi em, anh tưởng đâu. Xin lỗi mọi người. Anh dễ thương ghê. Vâng, và xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với số thứ 3 của bàn ra bàn vô. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó chính là anh. Ta thấy không vui rồi, nó tới cái tên anh mà nó tự nó quên là cái gì. Anh... Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Dừng khoảng chừng là 2 giây cái nó mới khang mon là mình thấy không được rồi mọi người ơi. Anh khang mon được chưa? Rồi được. Hay là anh muốn em đọc họ tên anh ra luôn. Và đây là lần đầu tiên mà anh được tham gia một cái show ở bên thế giới Show nghe lớn quá má. Một cái talk show ở bên thế giới đồng hồ. Thì cũng chưa biết được là trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về những gì. Hy vọng là một lát nữa bạn Ân ở đây sẽ nhẹ nhàng với anh một tí xíu. Trời, hôm nay mình nói một cái vấn đề nó chill lắm anh. Chill lắm hả? Chill cỡ nào ta? Đúng rồi. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là không nên mua Huawei Watch. Em có thật sự là em nhớ cái chủ đề không? Cái chủ đề là gì? Cái chủ đề của chúng ta là không nên mua Huawei Watch. Nó khác gì em nói không? Em nói nó bị nhạt. Thôi mệt quá, bắt đầu nha mọi người, intro. Thì hôm nay là một review chuyên về điện thoại nha mọi người. Tuy vâng, nhiên thì review điện thoại nó biết nói câu đó mà nó mời qua thử đồng hồ. Không sao em, dù sao thì anh cũng lăn xả trong cái giới công nghệ này đâu đó cũng khoảng 5-6 năm rồi. Và trước khi mà làm riêng về mảng điện thoại thì trước đó anh đã có làm rất là nhiều thứ. Đồng hồ cũng có, smartwatch cũng có và các tai nghe phụ kiện này đó vẫn có luôn. Nên mặc cho hôm nay em hỏi thoải mái. Ok em tin anh, bây giờ câu đầu tiên em dành cho anh nè. Huawei Watch được ra mắt khi nào? Ê, này tao không chịu nha. Sao? Cái này nó hơi khó nha. Ê, thôi này, em tin, này, em tin này, anh tao được không, mà tao không chịu không, nha. Em tin anh. Chị tao, chứ tao hỏi mày bây giờ cái con iPhone đầu tiên của Apple ra mắt năm nào mày nhớ không? Trời ơi. Hình như thời đó em chưa đẻ đúng không? Thôi bây giờ nói chung là anh nhớ hình như là Huawei Watch lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường thì nó năm 20 mấy á, tại vì cái năm đó thì anh vẫn năm 20 mấy ta, năm đó anh vẫn chưa có làm lớn sâu về công nghệ lắm, không nhớ nữa. 20 gợi ý 25 đó má. 25 là mày gợi ý chữ chưa? Thì là gợi ý rồi đó, là 25 đó mọi người. Anh có nhớ gì về nó không? Thật ra thì cái lần đầu tiên mà khi mà Huawei ra mắt trên thị trường á thì nó có một cái đặc biệt, đó là trước đó thì cũng đã có một số những hãng họ đã làm về smartwatch rồi và đúng sau xác. Này thì Huawei họ mới bắt đầu làm theo. Và ngay cái thời điểm đó người dùng vẫn còn rất là dè chừng bởi vì em biết cái đặc điểm rồi. Năm 20 mấy á là cái năm mà nổi bùng lên về các sản phẩm có tiếng, chẳng hạn như là Samsung rồi LG rồi Sony rồi Apple này nọ thôi. Đó, nhưng còn đối với lại Huawei là một hãng đến từ thị trường Trung Quốc nên vì thế là cái thời điểm lúc đó nó vẫn cái thị trường nó chưa có sôi động, nó khá là bình luôn. Và dần dần sau này á thì Huawei mới có được một cái vị thế trong cái thị trường về cả smartphone rồi sau đó là bắt đầu tới smartwatch này nọ. Đó thì bắt đầu người dùng mới biết tới Huawei Watch nhiều hơn. Dễ sợ chưa, nói như có kiến thức dữ lắm mọi người. Ok, trời câu tiếp theo dành cho anh nha. Vậy bây giờ anh có tự tin kể tên các dòng smartwatch, smartband các kiểu của Huawei với em không? Anh thật ra anh không nhớ nhiều, anh chỉ nhớ cái con mà anh đang xài là Huawei GT 3 Pro. Ngoài ra thì nó còn có những con Huawei Watch Fit nè, rồi còn cái Huawei gì Watch nữa ta? Huawei Band. Huawei Band. Có Band nghe 8 qua. Em đang đeo. Huawei Band đó, rồi còn mấy con nói chung là nó cũng khá là đa dạng, không nhớ hết tại vì không có xài nhiều. Thì em sẽ kể sơ cho anh một vài con mà em thấy nổi bật trong thời gian gần đây nha. Còn Huawei Watch Buds á, nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó chính là nó có tai nghe bên trong. Nó có tai nghe bên trong. Cái này anh cũng có nghe. Anh cũng có nghe nói tới và đợt nó ra mắt thì gọi là cũng một cái chấn động. Tại vì các bạn mua đồng hồ mà bên cạnh cái việc là vừa có đồng hồ mà vừa có tai nghe nữa. Đã đúng không? Nhưng mà anh thấy hình như cũng bị chê, bị chửi hơi nhiều. Cái đó lát nữa em sẽ. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Ok, còn con Huawei GT Cipher á là cái mặt đồng hồ nó tháo ra được anh. Là kiểu như con này là kiểu mình chỉ tháo dây thôi đúng không? Còn con GT Cipher là mình tháo được cái mặt ra đúng luôn. Mình tháo cái mặt ra luôn, đẩy cái mặt ra, tức là mình luôn. Sẽ thay được cái khung viền luôn. Cái đó thì em không biết tại vì chưa được cầm sản phẩm, nhưng mà em thấy trên cái hình minh họa là vậy, đẩy mặt đồng hồ được con luôn. Này ngốc nghếch bé này, nó ngốc quá. Đã tháo được cái mặt thì dĩ nhiên khi mà em thay thì em phải thay được cái khung viền chứ, còn khi nào nó không tháo được cái mặt thì nó mới thay cái dây thôi, đúng chưa mọi người? Tôi cảm thấy hôm nay tôi là guest speaker chứ tôi không phải host mọi người. Anh nghĩ là mình nên đổi lại mọi người. Tôi bất lực. Ok vậy thì
Ngoài ra thì nó còn những dòng như là Huawei Watch GT, GT 2, GT 3 là GT 3 Pro anh đang xài. Rồi nó có smartwatch dành cho trẻ con nữa. Thì chuẩn bị kênh em sẽ lên một video review về smartwatch dành cho trẻ con của Huawei. Mọi người nhớ đón xem nha. Anh chưa có con nên anh chưa có quan tâm nhiều về cái dòng này lắm. Nhưng mà con xịn lắm anh. Xịn lắm hả? Xịn, về con review đi. Vậy thì những bạn nào mà chúng ta quan tâm thì có thể theo dõi Thế Giới Đồng Hồ nha. Yeah. Ok, vậy thì nãy giờ kể cũng xương xương mấy con thì anh cảm thấy ấn tượng với con nào nhất? Anh vẫn ấn tượng với cái con mà anh đang sử dụng nhất. Ok. Đây là con GT3 Pro. Ủa sao đồng hồ anh mà em nhớ rõ quá vậy em? À quên, nó làm Thế Giới Đồng Hồ mà. Quên. Thì nói chung á là đối với anh là nam mà đặc biệt nhất, em biết là bây giờ thì anh mới ốm, ngày xưa thì anh còn mập nữa. Đó thì anh luôn thích đeo những cái gì đó mà nó to, nó là cái bảng mặt lớn để mà nó phù hợp với lại cái tay. Và đặc biệt nhất là nam thì đeo những cái bảng to thì nhìn nó nam tính. Nó năng động nữa. Yeah. Thì cái con GT3 Pro này á, đặc biệt nhất là cái phần khung của nó nè, hoàn toàn bằng kim loại nên là đeo cảm giác nó rất là chắc chắn, nó giống như là mình đang đeo một cái đồng hồ cơ vậy đó. Và những lúc nào mà anh phối lên bộ đồ gọi là nó hiện đại một tí xíu, nó trẻ trung thì anh đeo cái này, còn thông thường vest hay nọ thì anh vẫn ưu tiên đồng hồ cơ thì nó mới hợp với bộ đồ của mình. Đây nhưng mà có một cái điểm anh chưa thích ở con này nha. Sao? Tại vì cái bản gốc của nó khi mà mọi người mua thì nó sẽ là dây silicone, mà bản chất anh là người tay cũng gọi là không ra nhiều mồ hôi nhưng mà nó vẫn có. Thì nó lâu ngày anh đeo cái dây silicone nó bám nhiều cái bụi nó bám nhiều cái dơ của mồ hôi của mình á, thì anh nghĩ là đa số những bạn nào mà chúng ta rây ra mồ hôi nhiều thì nên ưu tiên thay dây vải hay là những cái dây khác. Nhưng mà đừng dây da nha mọi người, dây vải thì dây ni lông ấy thì được, còn dây da thì đừng nha. Tại vì dây da anh biết rồi, tại vì da mình nó đã ra mồ hôi nhiều mà đeo dây da vô thì sau này nó sẽ ám mùi rất là khó chịu, đúng không? Dạ. Anh biết cái vấn đề đó. Chính xác. Vậy thì về cái hiệu năng của con này thì anh có thích nó không? Con này thì anh sử dụng cũng lâu rồi, nói chung là mượt mà mọi thứ trơn tru, không có, tới bây giờ thì vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. Chỉ trừ có một cái việc đó là nó không có cái vòng benzen thôi. Anh nhìn một số con của hãng khác chẳng hạn như là Samsung đó. Cái lúc mà nó ra thì nó cũng cái mặt của nó cũng ná ná như vậy nè, nhưng mà nó sẽ có cái vòng benzen thì xoay nhìn nó như benzen vậy đó em. Nhưng mà con này thì không, nó chỉ có những cái đường kim ở bên ngoài để chúng ta biết được là cái thời điểm này đang là giờ gì này nọ thôi. Ok. Mà thấy anh, nó hơi vô nghĩa một xíu. Anh khai thiệt đi, Samsung trả anh nhiêu tiền? Không, Samsung không trả anh đồng nào hết. Vậy anh bi ai dữ vậy? Không, thì nói chung là cái nào mà mình trải nghiệm, đây là thực sự mình thích cái gì thì mình mới chia sẻ thôi. Okay. Cái này nó hơi vô tri xíu nha mọi người. Đã bên ngoài nó có những cái đường kẻ về thời gian rồi, bên trong này nó còn điểm thêm cái mặt là có những cái người ta gọi là thiết kế đẹp, nhìn cho nó cổ điển được chưa? Sao mà khó tính quá à? Chưa già mà khó nhưng tính mà mọi người. Thực ra là nó vẫn có thể thay đổi được nhiều mặt, thì chọn cái nào mà nó thích thì mình để thôi. Còn em á thì nói chung á là làm về smartwatch thì em vẫn rất là thích. Cái này nói thật nha, không PR, không quảng cáo gì hết. Vẫn rất là thích những chiếc smartwatch của nhà Huawei bởi vì thiết kế nó đa dạng nè. Thứ hai là hệ điều hành nó ok, hệ điều hành HarmonyOS thì khỏi phải chơi rồi. Đấy, nhưng mà có một con của Huawei mà em rất là không thích. Rất là không thích luôn hả? Là bây giờ em chê đúng không? Cũng không hẳn là chê, ý là chỉ là nêu quan điểm cá nhân. Ngành hàng nếu mà có coi clip này nhờ ngành hàng cắt cái đoạn này ra. Cái nhưng mà nói chơi chứ thật ra thì sản phẩm nào nó cũng phải có ưu điểm và nhược điểm. Thì bây giờ đây là một cái và mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Chính thì bây giờ cái con em nói là con gì vậy? Em nghĩ cái em nói ra cái tên của con này thì sẽ có rất là nhiều bạn đồng tình với em. Đó chính là con Huawei Watchbuds. Ủa là cái con nãy mình mới vừa nói, cái con đúng, có tai nghe đúng, luôn đúng, hả? Đúng, anh biết lý do vì sao em cảm thấy nó không ok nhớ không? Thứ nhất, nó là đồng hồ thông minh nhưng mà không có trong nước. Thời đại nào mà nó không có chống nước anh ạ? Cái này là cái mà bị nói nhiều nhất ở trên cái web mà những cái video mà anh coi được. Đó, nó không có chống nước. Nó kiểu thời đại kiểu 4.0 rồi mà một chiếc smartwatch không có chống nước thì nó sẽ rất là vô dụng ấy. Thứ hai, nó chắc là nó rất là nặng. Bởi vì nó chứa tai nghe bên trong ấy, thì khi mà đeo cảm giác nó như đeo tả anh. Cái này là cái cảm giác em đeo sao em nói như vậy chứ không phải là chơi gì hết. Thì tại vì em làm review con đó cho nên là em phải đeo đi ngủ đó mà em lấy số liệu đúng không? Rồi mỗi lần mà em đi ngủ em kiểu gì? Nó nặng xỉu luôn á anh. Đó là vậy nói thì chung là cái đó nữ đeo sẽ không đẹp. Nó mà nam nặng, thì sao? Em có cho nam đeo thử và lấy cảm nhận của nam cho, tại vì anh thì anh chưa được đeo con đó. Anh Trường đeo thôi. Anh Trường sếp em. Đó, anh Trường nên anh Trường cũng kêu nặng. Anh Trường cũng đeo nặng, kêu nặng luôn. Tại vì cái phần viền của nó rất là dày anh ạ. Đấy, con này nó như vậy nó cũng đã hơi dày đúng không? Ừ. Cái con Huawei Watchbuds nó cũng phải lên tới đây. À tại vì trong đó nó phải có chứa một cái khoảng trống chứa cái tai nghe đúng, nữa. Đúng vậy. Và anh nhớ không lầm hình như đó là cái phiên bản đầu tiên của
full quay mà đi kèm với tai nghe đúng, đúng. Không? Nên chắc chắn là họ sẽ còn có những cái thiếu sót, và đặc biệt nhất đó là với cái điều kiện mà khả năng chống nước đi. Thì nó là một cái rất cần thiết đối với là một số những cái con đồng hồ điện tử và những gọi là đồng hồ mà gọi là smartwatch như thế này. Chính xác luôn. Chứ mỗi lần kiểu đi mưa xong thật sự là ý là con nó cũng có chống nước nhẹ cho tai nghe. À vậy là đòi loại rồi là chúng ta chỉ có thể sử dụng trong môi trường ẩm ướt thôi, gọi là để chống độ ẩm thôi chứ không có thật sự gọi là chống nước nếu như mà đi bơi nhưng hay là đi nó chống nước cho tai nghe nè, nó không chống nước cho đồng hồ, nó chống nước cho tai nghe. Ủa sao lạ vậy ta? Ủa là đó. Ủa là sao ta? Là kiểu cái tai nghe bên trong đó thì nó sẽ có cái độ chống nước, nó sẽ có chỉ số chống nước, còn nguyên cái đồng hồ thì không có. Vậy thì anh thiết nghĩ nha, con đồng hồ này nó sẽ không có những cái chế độ về tập luyện bên trong. Đúng, không thể nào đi bơi được. Không thể nào bơi, mình tập luyện được. Sẽ có những bộ môn như nhảy dây, chạy bộ. Ý là mình sẽ không chơi những cái bộ môn thể thao dưới nước được. Ồ, ok. Nhưng mà anh nghĩ nha, cái bản lề của nó có chắc chắn không? Chắc, bản lề thì ok. Bản lề gặp mở, phê lắm. Phê lắm hả? Đúng rồi. Ồ, nói chung là anh chưa được trải nghiệm, nếu mà có cơ hội thì anh nghĩ em nên cho anh trải nghiệm thử coi sao. Ok, để lát lên cho mượn. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, vậy thì nãy giờ anh em mình nói về thiết kế cũng nhiều đúng không? Nói bây về đồng hồ khá nhiều. Ừ, bây giờ mình chuyển qua cái phần mà em thấy ấn tượng nhất đối với những chiếc smartwatch của nhà Huawei. Đó chính là hệ điều hành. Hệ điều hành hả? Chính xác. Anh có biết những cái hệ điều hành của các cái vòng đeo tay thông minh rồi đồng hồ thông minh của nhà Huawei không? Anh nhớ không lầm là hiện tại thì anh đang chạy Harmony OS thì phải. Yeah, nãy mới nói. Ồ. Vậy anh biết trước đó, trước Harmony OS là cái gì không? Trước Harmony OS hả? Không, cái này thì anh không nhớ nha, tại vì cũng lâu quá rồi anh không tiếp xúc cái đồng hồ của mình. Ok, thì lúc mà thời gian đầu á, chiếc Huawei Watch đầu tiên ra mắt á thì nó chạy Wear OS. Sau đó là cái gì? Wear OS. OK. Ê, cái này nghe quen nha, như bên Samsung cũng có. Thì đấy, Wear OS của Google đấy. Sau đó tới tầm năm 2019 khi mà con Huawei Watch GT2 ra mắt á là nó đổi qua cái hệ điều hành là Live OS. Live OS. Ừ. Là Live OS là nó dựa trên cái Wear OS kia là nó làm ra hả? Không, kiểu là Huawei phát triển luôn, tự phát triển luôn. Huawei tự phát triển luôn. Đúng, nó không giống như của thằng Galaxy là nó sẽ xài One UI Watch 5 và dựa trên Wear OS. À rồi. Vậy thì anh biết lý do tại sao rồi. Ghê, biết luôn, sao nói nghe coi nè. Thì năm 2018 là Tổng thống Donald Trump đã cấm vận ví dụ mà các bên Mỹ hợp tác với lại Trung Quốc, rồi đặc biệt nhất là Google. Đó là lý do mà điện thoại từ năm sau cuối năm, gần cuối năm 2018 rồi đầu năm 2019 là điện thoại đâu còn Google nữa đâu. Đó, thì bây giờ nó đã không có Google thì làm sao mà nó xài được cái Wear OS hồi nãy em nói là của Google. Thì dĩ nhiên là họ phải sử dụng cái của họ tự sản xuất thôi. Ghê trời. Chứ sao nữa? Con này kiếm. Ôi nãy giờ mình làm host mình bị chửi hoài luôn mọi người. Thiệt, số đầu tiên mà mình bị chửi nhiều vậy luôn á. Ý là em cũng biết nhưng mà em chỉ đòi đố anh thôi. À vậy hả? Vâng, biết em biết mà đố hả? Ủa biết thì mới đố. Ôi tôi bất lực quá mọi người. Vậy thì khi mà anh xài con này anh cảm thấy như thế nào về cái hệ điều hành Harmony OS? Trước tiên thì anh thấy là nó trơn tru mượt mà như hồi nãy anh có nói ha, vuốt chạm mọi thứ, đây là cái mà anh rất thích. Bởi vì nếu mà sử dụng đồng hồ smartwatch, cái màn hình của nó đã nhỏ hơn điện thoại rồi. Nên nếu mà lướt mà cái cảm giác mà nó cứ giật nó sẽ rất là khó chịu. Đúng, chính xác luôn đó. Nhưng mà cái đồng hồ này nó mượt, và cái thứ hai nữa là nó sắp xếp về cái giao diện, về những cái icon hiển thị của nó thì anh thấy nó hoàn toàn rất là hợp lý. Đúng, đây là một trong những cái mà anh, đó lý do tại sao mà anh vẫn thích chọn cái con GT3 Pro này. Em kiểu mỗi lần mà em làm những cái video về những sản phẩm của Huawei á, em khen cái hệ điều hành Harmony OS mà kiểu em, tại vì nó mượt thật thì em khen xong người bảo em quảng cáo. Trong khi bên mình không hề bán Huawei, quảng cáo làm gì đúng không? Nhưng mà thật sự là Harmony OS rất xịn. Đấy, nhưng mà trước đó là hệ điều hành Live OS. Thì Live OS nó cũng ok, nó cũng tốt, nhưng mà nếu mà so về độ mượt thì chắc chắn là nó không thể nào bằng Harmony OS được. Bởi vì đó là cái phiên bản đời đầu do Huawei họ tự phát triển, và sau này họ nâng cấp lên và họ phát triển nhiều hơn với nhiều cái tùy biến khác hơn. Đây là họ đã đổi tên thành Harmony OS đúng không? Nếu mà kiểu khi mà mình đặt so sánh giữa con GT2 chạy Live OS và con GT3 chạy Watch OS, Harmony OS đó, thì mọi người sẽ thấy là con GT2 khi mà mình lướt nó sẽ có một cái độ delay nhẹ. So với con GT3, kiểu GT3 lướt một cái là kiểu rất là mượt. Hèn gì, đó là lý do tại sao anh thấy mấy cái con đồng hồ Huawei ngày xưa anh nhớ là lướt nó rất là khó chịu. Nhưng tới khi mà anh quyết định mua một con smartwatch và anh được giới thiệu cái con này á, thì anh vướt anh nói vãi sao mà mượt tới giờ. Đấy, kiểu nhiều khi nó còn mượt hơn những con cao cấp của Galaxy hay gì đó luôn ấy. Ủa?
nó ít xảy ra tình trạng giật lag lắm mọi người đó, cho nên là mình khen là mình khen thật chứ mình không quảng cáo. Nhưng mà hồi nãy tới bây giờ anh thấy em vẫn chưa nói đúng cái chủ đề là em bảo với mọi người không nên mua Huawei quá. Lý do tại sao vậy? Ý là thật ra là kiểu khi mà đọc trên những cái trang mạng xã hội hay là những cái hội nhóm ấy thì mọi người cũng hơi ngại cái việc mua Huawei Watch, bởi vì mọi người cũng biết là hiện tại là ở Việt Nam là kiểu điện thoại á, điện thoại Huawei á hả? Đúng rồi. Cái vụ mà điện thoại mọi người đang nghĩ là giống như là phải xài cái đồng hồ của hãng nào là đi kèm với lại cái đúng. Hãng đó hả? Ừ. Nhưng mà anh thấy nó đâu cần thiết đâu, tại vì biết sao không các bạn, thật ra là Huawei Watch cái con Huawei Watch thì nó có một cái hệ điều hành mở và chúng ta sẽ có thể cài rất là dễ dàng ở trên bất kỳ cái hệ điều hành nào luôn. iOS cũng vẫn cài được không ạ? Anh vẫn kết nối với trên. Nhưng mà có một vấn đề nữa, đó chính là tại vì anh xài iPhone cho nên là anh kết nối dễ dàng, anh chỉ cần lên App Store anh tải cái app Huawei Health về là được, đúng không? Nhưng mà còn đối với những bạn mà xài Android sẽ hơi bất tiện một tí, là các bạn phải lên Google, các bạn tải một cái ứng dụng là Gallery App của Huawei về. Thì nó cũng giống như là một cái App Store là CH Play gì á, nhưng mà của riêng Huawei thôi. Thì sau khi tải cái Gallery đó về thì mình mới tải cái Huawei Health về được. Tức là nó sẽ bị rườm rà hơn một xíu, bởi vì bên có Android nó có Google. Với lại thêm một cái nữa là khi mà anh xài cái này đúng không, anh kết nối với iPhone thì anh vẫn nhận được cái cuộc gọi ở bên app thứ ba. Nghe gọi được đúng không? Đúng rồi, đúng còn rồi. Còn xài bên Android thì không. Thì ra là vậy á hả? Đúng. Hèn chi đó là lý do mà một số người lại kêu là không nên mua Huawei Watch. Ban đầu á thì anh nghĩ anh chỉ nghĩ tới một cái vấn đề thôi ha. Tức là người ta sẽ mua những cái con như là Galaxy Watch hay này nọ thì kiểu là nó đã quá quen thuộc, nó có nhiều cái tính năng gọi là đã được thay đổi để mà phù hợp với là người dùng nè, rồi chưa kể nó có thêm những cái tính năng gọi là thanh toán chạm nữa, có thể tích hợp thẻ tín dụng trên Samsung Pay á, xong rồi thanh toán vào đồng hồ này nọ luôn, thì người ta thấy cái sự tiện lợi đó người ta mua. Bây giờ mới biết thêm một cái nữa, hóa ra là điện thoại Android nếu như mà kết nối thì là không thể nào nghe được cuộc gọi bên Mess hay là Zalo. Đúng, nhưng mà cuộc gọi thường thì vẫn ok, thì em nghĩ cái đó nó hơi bất tiện với những ai xài Android thôi. Xài iPhone nha anh em mình thì bình thường. Với thời điểm bây giờ thì anh thấy là đa số người ta gọi Mess Zalo nhiều. Ok, vậy thì theo những gì mà hai anh em mình chia sẻ nãy giờ, góc nhìn của anh, góc dịch của em, thì anh sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi ngày hôm nay là không nên mua Huawei Watch? Thật ra thì cái này anh thấy nó cũng sẽ đúng nhưng mà tùy theo từng trường hợp khác nhau. Tức là những bạn nào giống như mình ha, có thể gọi là do mình sử dụng iPhone mà chưa sử dụng Android như nãy ông có chia sẻ rồi, thì mình thấy Huawei Watch nó vẫn là một cái thiết bị rất là đáng để chúng ta sở hữu, bởi vì nó vẫn có đầy đủ rất nhiều những tính năng, và đặc biệt nhất là nó có nhiều phân khúc giá khác nhau. Đúng, cũng đẹp nữa. Đẹp nữa, đặc biệt nhất là đẹp nha. Các bạn có thể tùy biến tùy chỉnh mọi thứ ở rất là ok. Còn để mà nói là không nên mua thì đó là do bạn đang sử dụng Android, có thể là bạn cảm thấy bất cập trong cái việc là mình phải connect giữa điện thoại với lại cái thiết bị đồng hồ, hoặc là bạn đắn đo về một số những thứ khác, hoặc là bạn đang cần có một cái thiết bị đồng hồ có thể thanh toán trực tuyến với là một cái chạm NFC đó, thì nói chung là nó sẽ tùy theo cái nhu cầu. Còn như cá nhân anh thì gặp ai thì anh nói thật ra nó vẫn đáng mua mà. Đúng rồi, em thấy là với những ai mà xài Android thì em vẫn thấy là Huawei Watch vẫn phù hợp để mọi người có thể chọn mua. Chính xác. Ý là nó chỉ hơi bất cập cái việc là mọi người phải tải ứng dụng Gallery rồi mới xài được Huawei Health thôi. Còn lại thì nếu mà nói về hệ điều hành là con Huawei Watch không có đối thủ nha mọi người. Chính xác luôn á, anh thấy đồ của Huawei đỉnh vãi luôn. Đúng, đồ điện của Huawei, Huawei rất đỉnh. Điện thoại Huawei nếu mà không bị cấm Google thì anh nói thật là rất khó, ngay cả Apple cũng khó có thể đấu lại với lại cái điện thoại Huawei. Chốt lại cho cái video này thì việc mua hay không á, chắc chắn nó sẽ phải nằm ở cái nhu cầu và mỗi cá nhân của các bạn. Và bây giờ đây là cái lúc để mà chúng ta tương tác với nhau. Các bạn hãy chia sẻ ở phía dưới phần comment để xem thử là về cá nhân của các bạn, nếu được lựa chọn thì bạn sẽ lựa chọn Huawei Watch hay là một hãng đồng hồ thông minh khác cho tụi mình biết nha. Trời, bữa nay làm với anh Khang Won khỏe ghê mọi người, anh Khang Won nói hết cho mình luôn. Số sau không có đâu em. Số sau em lại lên tiếp. Khoái mày khoái. Nhưng mà dù sao thì cũng rất cảm ơn anh Khang Won vì đã đồng hành của mình trong buổi bàn ra bàn vô số thứ 3 ngày hôm nay. Arigatang. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn, đừng quên cho tụi mình một like và nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Đồng Hồ, sẵn tiện ghé Thế Giới Di Động ủng hộ mình luôn cũng được. Anh Khang Won cùng chung một nhà. Ok, vậy thì bye bye mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong số tiếp theo.